Cùng sang xem anh em nhà Hải Phòng như nào nào. Đấy, xem hai chúng nó đang làm cái gì đây. Úi giời. Đây nha mọi người. Đây là anh em nhà Hải Phòng này. Mới về tiệm ngày hôm qua. Hôm nay là ngày thứ hai, hai bé ở tiệm này. Một bé Choco, một bé Lilac này. Đây. Mọi người ơi. Ơi. Đây bé Choco đây. Bé Choco này màu rất là hiếm nha mọi người. Màu này thì tùy vào sở thích của mọi người thôi. Đây. Đây nha. Hai anh em là Hải Phòng. Bé này tên là Phòng này mọi người này. Bé này tên là Hải nhá. Bé Hải là bé Choco. Bé Phòng là bé Lilac. Bi Lilac. Đây. Cho mọi người nhìn. Xinh không mọi người? Miu miu. Miu. Đấy, hai bé nhà mình đấy, hai bé mới lên đấy. Đây, đây là cái phòng của hai bé. Phòng này trước là của Mật Bin, nhưng Mật Bin về nhà mới rồi. Mình đã khử trùng và vệ sinh rất là sạch sẽ rồi. Thì bây giờ mình để này để cho hai bé này thôi. Bé Mật Bin nó cũng là cùng từ trại này lên đấy. Hai bé này cùng trại với bé Mật Bin. Đây. Thích lắm. Đặt lên đây cho mọi người xem bé này nha. Đó. Đây là bé Phòng, dưới là bé Hải này. Này, quay gần lên nha. Đấy, hai bé này khỏe lắm mọi người ạ, nghịch, chạy nhảy. Nào, tự cầm cái cân câu này. Đấy, vừa gần lên là bắt đầu chạy theo rồi. Mình rất thích mấy bé đi năng động như này, vui lắm, chơi mấy các bé thích. Đấy, mặt tròn không bé Phòng Bi đi lắc mặt tròn không mọi người. Nói chung là cả hai bé đều mặt tròn. Lại còn tay cụp luôn mọi người ạ. À. Úi giời ơi. Đúng là chuẩn bài luôn. Ôi giời, hai bé này là cùng mẹ này, cùng đàn luôn. Sống với nhau từ nhỏ nên hai bé rất là thân, không bao giờ khè nhau. Sống với nhau từ lúc mới đẻ ra cơ mà. Thân nhau đúng là anh em ruột của khác. Hai bé này rửa được tay cụp này. Đấy, đây một chú cô này. Đấy, các bạn không biết một chú cô là màu nào đây. Một chú cô là màu kiểu như này, ánh ánh đỏ đỏ vàng vàng. Xen lẫn đen cam ấy, nói chung là bé này ở dưới nắng thì nhìn nó kiểu như là ánh cam ấy. Đây là bé Bi Lắc. Bi Lắc là kiểu màu lông mà hơi màu hồng hồng như này, không phải là màu xanh sẫm sẫm, không phải là trắng xanh như bé Bi Color, nên là bé Bi Lắc này màu hơi ngà ngà vàng. Đấy, không phải là màu xanh. Rất là hai đứa tiểu yêu này. Đấy, vào sang xem chúng nó đang làm gì. Hóa là chúng nó đang ngồi chơi. Đây là anh em là Hải Phòng. Mẫm lắm mọi người ạ. Mình đoán hai bé này chắc tầm mỗi bé tầm gần 1 cân đấy. 9 lạng. Sờ người toàn thịt thôi mà. Dưới trại chăm tốt thật. Còn tay cụp nữa này. Bé này là bố chân đi tất này. Yếm trắng này. Ở dưới ngực nó yếm trắng này. Mũi này. Mũi hồng không? Ở mũi hồng. Bé này là bé Choco. Ở chân to mọi người. Chân to. Ôi thế là sang chơi các em một chút. Không các em. Hai bé này thích người lắm. Mình xa không kêu, thì không kêu. Lúc mà mình đóng cửa mình đi ra ngoài bắt đầu kêu cần người. Mình vào sang đây mình cứ ngồi thôi, mình có thỉnh thoảng chơi với bé một tí thôi. Các bé cứ thấy có người là các bé kiểu như thấy an toàn đấy. Đấy, ok.